tin bóng đá ngày 9 tháng 7. Thế Bắc mong Việt Nam đừng hiểu nhầm chuyện này. Thêm một cầu thủ Việt Kiều về nước. Trước buổi tập của U23 Việt Nam vào chiều ngày 8 tháng 7, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những chia sẻ với báo chí về tình hình của đội trong thời gian tới. Trả lời báo chí về đợt tập trung lần 1 của U23 Việt Nam diễn ra từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Thứ nhất, với các cầu thủ thuộc U22 rất khác với tuyển quốc gia. Nếu họ thuộc đội đá V-League thì họ thường ít được thi đấu. Cái thứ hai là nhiều cầu thủ của U22 thuộc giải hạng nhất. Mà ở hạng nhất thì số trận quá ít. Ban huấn luyện chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt phong độ của họ. Bên cạnh đó, huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng khẳng định, ban huấn luyện của đội U23 Việt Nam triệu tập các cầu thủ thứ nhất là để xem khả năng hòa nhập của họ thế nào, thứ hai là để nắm bắt năng lực của mỗi cầu thủ. Giải bóng đá vô địch của chúng ta đã bắt đầu lại. Các cầu thủ của chúng ta thuộc U22 mà được thi đấu thường xuyên hoặc là trụ cột thì tôi không gọi họ vì sẽ ảnh hưởng đến câu lạc bộ. Tôi muốn gọi những cầu thủ ít được thi đấu để có thể kiểm tra được năng lực của họ. Thêm nữa, giải đấu lần này chúng ta biết đội tuyển của chúng ta có một số vị trí đang thiếu mà tôi cần phải tìm người đó. Tháng 8 này, tôi muốn tìm tất cả những yếu tố có thể đáp ứng được các vị trí đang thiếu. Còn đến tháng 9, tôi sẽ triệu tập 30 người để có đợt tập trung đầy đủ hơn. Huấn luyện viên Park Hang-seo còn nói. Ngoài ra, ông cũng đã lên tiếng với báo chí về bản hợp đồng của mình với VFF. Huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết. Tôi mong các bạn hãy hiểu ý tôi. Đến hôm nay, đại diện của tôi mới gặp VFF một lần duy nhất. Gần đây, tôi xem một số báo Hàn Quốc và Việt Nam, tôi thấy rất nhiều bài viết mà chẳng có cơ sở, toàn tự viết dự đoán. Tôi thấy quá nhiều bài báo có những dự đoán hoàn toàn vô căn cứ. Tôi và người đại diện chưa bao giờ đề cập đến số tiền nào cả. Không biết là VFF có nói gì hay không, nhưng rõ ràng với tình trạng quá nhiều bài báo nói kiểu dự đoán theo hướng tiêu cực như vậy, tôi rất sợ fan bóng đá Việt Nam và những người Việt Nam hiểu nhầm. Huấn luyện viên Park Hang-seo có nói. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định. Ông không biết là báo chí lấy căn cứ ở đâu, nhưng ông cảm thấy rất khó xử với các bài báo phỏng đoán và dự đoán. Tôi rất mong các báo, các đài, các phóng viên hạn chế không viết các bài báo dự đoán mang tính chủ quan, cá nhân hoặc là không có căn cứ. Nhìn vào đó, người dân và fan bóng đá sẽ hiểu nhầm tôi. Một lần nữa, tôi mong anh chị em phóng viên lưu ý điều này. Được biết, bản hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF sẽ có thời hạn đến tháng 1 năm 2020. Chính vì thế, đến thời điểm này, người đại diện của thầy Park mới chỉ có một lần gặp mặt và làm việc với VFF. Theo huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông cũng đã nói người đại diện của mình rất rõ. Sau cuộc gặp lần đầu tiên, đã soạn ra một tài liệu tiếng Anh. Đó là thông cáo báo chí và gửi tới các cơ quan báo chí. Từ nay trở đi, nếu bất cứ một cuộc gặp nào trong tương lai, người đại diện của tôi chắc chắn sẽ có thông cáo báo chí bằng tiếng Anh để gửi cho các cơ quan ngôn luận. Tôi mong các cơ quan báo chí sẽ dựa vào đó để viết hoặc là làm chương trình. Cũng từ nay trở về sau, nếu có cuộc họp báo nào, chắc chắn là tôi sẽ gửi nội dung bằng tiếng Anh hoặc là công bố trong thời gian sớm nhất. Tôi mong fan và người hâm mộ sẽ tiếp nhận thông tin chính xác từ những thông cáo như vậy. Huấn luyện viên Park Hang-seo chốt lại vấn đề hợp đồng. Ông Hải Lơ, Công Phượng phải thay đổi. May ra trụ được ở Bỉ. Vào buổi sáng ngày 5 tháng 7 năm 2019 mới đây, Công Phượng đã chính thức trở thành cầu thủ của câu lạc bộ Sinchudense của Bỉ sau khi ký bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Đây là lần thứ 3 xuất ngoại của tiền đạo sinh năm 1995 và cũng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở giải vô địch quốc gia của Bỉ. Nói về bản hợp đồng này, huấn luyện viên Lê Thị Hải đánh giá rất cao quyết tâm đưa các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu của Bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai. Dẫu những lần trước chưa có cầu thủ nào thành công, trong đó có cả Công Phượng. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hà Đông cũng tin tưởng chuyến thi đấu ở châu Âu, nơi có nền bóng đá phát triển hơn nhiều so với châu Á. Công Phượng sẽ học hỏi được rất nhiều. Xem World Cup, thấy Bỉ đá rất hay. Có lứa cầu thủ trẻ được đào tạo rất bài bản. Bỉ có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu của châu Âu. Vì vậy, việc Công Phượng sang Bỉ thi đấu sẽ tốt lắm. Tôi thấy rất vui khi Công Phượng ký hợp đồng thi đấu cho Sinchudense. Đây cũng là một đội bóng mà huấn luyện viên Ares đã từng thi đấu nhiều năm trước. Điều đó rất thú vị, ông Lê Thị Hải chia sẻ. Huấn luyện viên Lê Thị Hải nhấn mạnh rằng Công Phượng sang Bỉ sẽ mở mang được nhiều thứ. Việc nhiều người cứ nói cầu thủ Việt Nam sang châu Âu chỉ để dự bị, nhưng không phải là đội bóng nào cũng có thể đưa cầu thủ của mình sang đây chơi bóng
như là Bầu Đức và Hoàng Anh Gia Lai đã làm. Dù vậy, ông Hải Lơ cũng sớm cảnh báo Công Phượng cần sớm thích nghi với môi trường mới để khẳng định bản thân. Công Phượng cần thay đổi nhiều, đặc biệt là về tư duy chơi bóng để có thể thích nghi được với giải đấu vô địch quốc gia của Bỉ. Nhiều năm quan sát, tôi thấy Công Phượng chơi hơi tối, thường đi bóng vào chỗ đông người. Cách di chuyển như vậy là không hợp lý. Công Phượng phải chơi khoa học hơn, chuẩn bị kỹ cả về tâm lý, thể lực, tự thích nghi với môi trường mới thì mới hy vọng thành công. Cuối cùng, trước nhiều lo lắng rằng Công Phượng sang Bỉ chỉ là hợp đồng thương mại, huấn luyện viên Lê Thị Hải còn nói: "Tôi không cho là vậy, cái chính là mình có hay là không, có hòa nhập được vào câu lạc bộ hay không. Nếu chơi tốt, ghi bàn đều đặn thì Công Phượng sẽ luôn có đất diễn." Truyền thông Bỉ: Công Phượng đã đi vào lịch sử của bóng đá Bỉ. Huấn luyện viên, giám đốc điều hành và giám đốc truyền thông, chủ tịch của câu lạc bộ Sint-Truidense đã lên tiếng chào đón Công Phượng ngay sau khi mà chân sút xứ Nghệ đã ký hợp đồng với đội bóng Bỉ này. Vinh dự hơn, Công Phượng đã được thị trưởng của thành phố Sint-Truidense là bà Hören đã gửi lời chào và chúc thành công. Tương tự, các lãnh đạo của câu lạc bộ Sint-Truidense và thị trưởng, truyền thông của Bỉ cũng đã hết lời ca ngợi Công Phượng và chào đón tuyển thủ Việt Nam đến với giải vô địch quốc gia của nước này. Câu lạc bộ Sint-Truidense đã chiêu mộ thành công Công Phượng. Công Phượng là cầu thủ số 1 của Việt Nam và Đông Nam Á. Chân sút này đã sở hữu kỹ thuật khéo léo và tốc độ đáng nể. Công Phượng đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho một đội bóng ở Bỉ. Trích bài viết của tờ Motor Time, phiên bản tiếng Pháp dành cho bóng đá Bỉ. Câu lạc bộ Sint-Truidense đã có cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử. Công Phượng ký hợp đồng theo dạng cho mượn 1 năm. Với năng lực đã được kiểm chứng, chân sút này hoàn toàn có thể thành công ở giải đấu vô địch quốc gia của Bỉ. Tờ New Ballad theo tiếng Hà Lan đã nhận định. Trong khi đó, trang chủ của câu lạc bộ Sint-Truidense đã ngợi ca Công Phượng là một tài năng lớn, là nhân tố quan trọng trong những thành công vang dội của đội tuyển Việt Nam, đồng thời tin rằng chân sút xứ Nghệ sẽ giúp cho đội bóng này gặt hái được thành công ở mùa giải năm 2019-2020. Phan Quyết sáng cửa lên tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Hà Nội nói gì? Tiền đạo Văn Quyết chính là người ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn vào chiến thắng 2-1 của Hà Nội trước Hải Phòng ở vòng 14 Wake Up 247 V-League. Sau trận đấu, đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội cũng đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đánh giá về màn trình diễn của Văn Quyết, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết: "Văn Quyết sau khi trở lại vào thời điểm này thì phong độ rất tốt. Trong rất nhiều năm, Văn Quyết đã dìu dắt cầu thủ trẻ, giúp cho các cầu thủ tiến bộ nhanh." Trở lại sau chấn thương, Văn Quyết ghi được 3 bàn thắng ở V-League, 1 bàn thắng ở Cúp Quốc gia. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam không có những chân sút đẳng cấp, thì Văn Quyết chính là sự lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo trong đợt tập trung sắp tới. Nói về cơ hội trở lại tuyển Việt Nam của Văn Quyết, ông Nghiêm chia sẻ: "Tôi không bình luận, vì Văn Quyết có phù hợp hay không thì còn tùy vào quyết định của thầy Park." Đánh giá về trận đấu, ông Nghiêm nói: "Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng tới lối chơi chuyên môn của cả hai đội. Hà Nội đã vượt qua thời tiết, có kết quả chiến thắng, tôi hài lòng. Thời điểm Hải Phòng dâng cao đội hình ở hiệp 2, tôi chỉ đạo cầu thủ chơi chắc chắn, kể cả trái những quả phạt góc. Tôi đã tung Thành Lương vào sân để giành quyền kiểm soát bóng. Cuối cùng thì Hà Nội đã giành chiến thắng." Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm khẳng định, thời điểm này chưa thể nói gì về chức vô địch. Hà Nội thi đấu liên tục, được nghỉ ít hơn các đội khác, vì thế chấn thương là vấn đề rất đáng lo ngại. Cuộc đua vô địch chưa nói trước được điều gì, ít nhất là qua vòng 20 mới có thể đánh giá được. Trong khi đó, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của Hải Phòng đã tỏ ra tiếc nuối khi mà đội nhà nhận trận thua với tỷ số là 1-2, khi hiệp 2 có rất nhiều cơ hội. Ông Hoàng nhấn mạnh, đây là trận đấu mà Hải Phòng đã không gặp may mắn. Thêm một cầu thủ Việt Kiều xuất sắc trở về Việt Nam thi đấu. Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng giữa mùa V-League năm 2019, câu lạc bộ Hải Phòng đã kịp thời bổ sung tiền vệ Việt Kiều Andre Nguyễn. Câu lạc bộ Hải Phòng đã tương đối im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng trong vòng 1 tháng vừa qua. Trước khi kích hoạt thương vụ mang tên Andre Nguyễn, đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ chỉ mới đưa về hai cái tên là Đào Hùng Phong và Lê Minh Bình. Như vậy, Andre sẽ là tân binh thứ 3 của câu lạc bộ Hải Phòng. Cầu thủ này sẽ khoác chiếc áo số 37 và thi đấu ở V-League năm 2019 với cái tên là Nguyễn Hùng Anh. Andre Nguyễn sinh năm 1998, có bố là người Việt Nam, mẹ là người Nga. Cầu thủ này có chiều cao 1m74 và từng có khoảng thời gian tập bóng đá tại câu lạc bộ Markovic từ 5 lên 6 tuổi. Andre Nguyễn đã cùng với đồng đội 4 năm liên tiếp giành chức vô địch ở giải đấu thiếu nhi dành cho các cầu thủ sinh năm 1998.
Anh cũng có hai lần vinh dự giành danh hiệu cầu thủ hay nhất giải vào năm 2009 và năm 2011. Andre Nguyễn từng có khoảng thời gian chơi bóng trong màu áo của câu lạc bộ Obita. Thi đấu ở giải bóng đá, các đội bóng không chuyên tại Moscow và đạt thành tích giành 3 chức vô địch. Tiền vệ Việt Kiều này cũng đã từng được lọt vào danh sách theo dõi của Liên đoàn bóng đá Nga. Năm 2015, Andre Nguyễn đã từng trở về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên, khi đó cầu thủ này còn quá trẻ và không nhận được bất kỳ lời mời nào từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp của Việt Nam. Sau đó, anh đã quay trở lại Nga và theo học tại Đại học Hàng không Moscow. Anh đã tham gia đội tuyển bóng đá của trường trong thời gian ăn tập tại câu lạc bộ Obita. Chủ tịch Trần Mạnh Hùng là người rất mát tay trong việc phát hiện ra các cầu thủ Việt Kiều tài năng. Nổi tiếng bậc nhất không ai khác chính là thủ môn Đặng Văn Lâm. Hai cái tên khác cũng xuất hiện rất xuất sắc khi trở về Việt Nam là Lâm Quý và Quốc Trung. Hy vọng rằng cái tên Andre Nguyễn sẽ tỏa sáng trong giai đoạn lượt về V-League năm 2019. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi các bạn đã cùng lắng nghe bản tin bóng đá ngày 9 tháng 7 năm 2019. Để có thể theo dõi và cập nhật những tình hình tiếp theo, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Người Nổi Tiếng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!